Ban quản lý chương trình GIC toàn cầu và dự án GIC Việt Nam hôm qua đã đến thăm và làm việc với Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Bình, huyện Thanh Bình về thực hiện dự án GIC đối với sự phát triển bền vững của chuỗi lúa gạo, xoài tại Việt Nam. Đoàn đã tham quan thực tế và đánh giá cao quy trình trồng nấm rơm, quản lý rơm rạ và sản xuất lúa gạo bền vững của Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Bình. Năm 2023, Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Bình được dự án GIC đầu tư hỗ trợ một máy đảo trộn phân hữu cơ để thực hiện mô hình sản xuất giá thể hữu cơ từ nguồn rơm sau khi trồng nấm bằng máy đảo trộn kết hợp men vi sinh. Sau một năm đầu thực hiện, Hợp tác xã đã sản xuất hơn 78 tấn phân hữu cơ, lợi nhuận thu về được 70 triệu đồng. Đây là dự án giảm khí thải nhà kính trên đồng ruộng, giúp bà con xã viên Hợp tác xã bán được rơm sau thu hoạch lúa, hạn chế tình trạng đốt đồng gây bạc màu đất, rơm còn được tận dụng để trồng nấm rơm và sử dụng làm phân vi sinh phục vụ lại cho cây trồng, góp phần quan trọng trong chuyển đổi canh tác theo hướng hữu cơ trong thời gian tới.